Vâng, tiếp tục buổi tối hôm nay thì em Linh Lan lại tiếp tục lên cho cả nhà một số mẫu nữa nha cả nhà nha. Bếp vừa về tối qua cho nên là ngập tràn bếp này, kho nhà em thì số lượng nhiều lắm. Nhiều mẫu đẹp mà em rất là muốn lên cho cả nhà, cho nên là buổi tối hôm nay em sẽ lên hai video. Một video vào lúc 20 giờ và một video vào lúc 21 giờ mọi người nhá. Mọi người chú ý đón xem. Và cái video này thì là video về giới thiệu test lửa báo giá các cái mẫu bếp mà em nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp với các bác, phù hợp với túi tiền của người dân mình. Giá bình dân thôi, quốc dân thôi, nhưng mà nó cũng sở hữu đầy đủ chức năng, full chức năng, đồng hồ hẹn giờ, lò nướng. Con này mang thương hiệu Zinai, một trong những cái dòng bếp rất là đơn giản dễ dùng. Chiếc full chức năng chế độ nấu nước này, chế độ nấu cơm, nấu cháo này, chế độ 3S này, chọn nhiệt độ chiên rán 160 cho đến 200 độ C này, đồng hồ hẹn giờ, lò nướng nha các bác nhá. Một tầng lửa, con này có một tầng lửa thôi ạ. Đây là một trong những cái dòng bếp đơn giản đời trung nha các bác nha, đời trung thôi, nó không phải là thuộc diện đời cao nhưng mà nó full chức năng. Đấy, chiếc này thì em sẽ đi gần cho các bác xem một chút này, đi gần nha, full chức năng chế độ nấu nước cơm cháo này. Ở trên bề mặt của nó thì rất là láng mịn rồi. Test lửa là bằng nhôm nguyên khối ạ, test lửa bằng nhôm nguyên khối. Đây cái cục test lửa của nó đây nha mọi người nha. Test lửa là bằng nhôm nguyên khối này, và nhôm nguyên khối thì chúng ta biết là nó chịu nhiệt tốt, ngoài khả năng chịu nhiệt tốt ra thì nó còn có khả năng bắt lửa và chia lửa rất là đều nữa. Ở đây là cái bộ kiềng bằng thép chống rỉ nha cả nhà nha. Và bếp ga Nhật thì nổi tiếng là nó tự động tắt bếp, tự động khóa ga rồi, thì chúng ta không có lo cái vấn đề đó. Là tự động tắt bếp, tự động khóa ga rất an toàn, chống cháy nồi, chống cháy nổ, chống hỏa hoạn xảy ra nhá. Với một chiếc bếp Nhật như thế này là chúng ta đã mang đến cái sự an toàn cho gia đình mình rất là nhiều rồi. Cho nên là khi lựa chọn cái dòng bếp này thì các bác chắc chắn một điều là các bác sẽ rất là yên tâm cho cái công việc bếp núc. Bác trai có muốn tặng bác gái này, có thể mua tặng bác gái này, rồi mình mua tặng người thân này, người thân bố mẹ này, hay là anh em này, hay là người bạn bè này, mua tặng những chiếc bếp ga như thế này thật là ý nghĩa các bác nhá, rất là ý nghĩa luôn. Hoặc là có thể là tặng sếp nữa. Một chiếc bếp mà mang thương hiệu Zinai với các chức năng như nấu nước, nấu cơm, nấu cháo, đồng hồ hẹn giờ như thế này thì rất là tiện lợi ạ. Và con này thì em cũng test lửa luôn cho mọi người thấy được cái lửa của bếp Nhật nó đẹp như thế nào các bác nhá. Đấy, bếp ga lửa của con này nó đẹp như thế nào. Cái dòng này thì cái test của nó là cái test nhôm, test của nó là test nhôm. Đấy, test của nó là cái test nhôm mọi người nhá, test nó bằng test nhôm. Em lắp ga này, lắp ga này, lắp kim vào đây các bác nhá. Khi các bác mua hàng thì bên em tặng các bác một tô chùm, các bác để đánh lửa để chúng ta test lửa nha, test lửa và thử lửa này. Đấy, lửa lên rất là đều, rất là xanh. Ở đây thì em chưa đi gần một chút này, đi gần một chút các bác nhá. Lửa cực xanh, cực đẹp luôn này, đấy. Khi mà nhìn gần thì chúng ta thấy cái độ xanh, độ đẹp của chiếc bếp này. Chiếc bếp Zinai full chức năng với đồng hồ hẹn giờ là nướng. Và cái dòng này thì nhà em chỉ bán giá là 2 triệu 300.000 đồng thôi các bác nhá. 2 triệu 300.000 đồng một chiếc bếp, quá là đẹp luôn cả nhà. Quá đẹp luôn. Các bác nào nhanh tay sở hữu cái chiếc bếp này cho em này. Khay nướng vị nướng inox này sáng choang cho em này, sáng choang cho em này. Đấy, gọi như là cái khay này rất là mới luôn mọi người nhá. Độ mới của con này khá là mới luôn này. Đấy, chiếc bếp với thương hiệu Zinai full chức năng, đồng hồ hẹn giờ, lò nướng hai tầng lửa. Bác nào ưng mẫu này thì vui lòng chốt ngay cho em nhá. Chỉ có 2 triệu 300.000 đồng thôi. Một chiếc bếp full chức năng với các chế độ như là nấu nước này, nấu nước này, nấu cơm, nấu cháo này. Đối với chế độ nấu cháo này, chúng ta mặc định chế độ nấu cháo thì cơm cháo chúng ta chọn lại cho em một lần nữa nhé. Ok chưa ạ? Còn bên đây thì sẽ có chế độ 3S, nhấn giữ 3 giây này, 1 2 3 này. Ai này, bà này. Đấy, khi mà lên nốt đỏ như thế này là nó đã hủy chế độ cảm biến đi và chúng ta nấu như cái bếp bình thường của Việt Nam thôi nha. Đây là chế độ chọn nhiệt độ chiên rán 160 cho đến 200 độ C này. Đấy, chức năng của nó hoạt động rất là nhạy luôn. Đây là lửa lò nướng nhá. Khi mình khởi động lửa lò nướng lên thì nó sẽ hiển thị đồng hồ cho chúng ta này. Rồi chúng ta bật đồng hồ lên nha. Lúc nào nó lên số 9 như thế này là nó đã lên lửa này. Đấy. Tăng cộng giảm trừ con này tối đa là 18 19 20 phút ạ. Tối đa là 20 phút cho đồng hồ nha cả nhà. Đó. Tối đa là 20 phút cho đồng hồ của lò nướng này. Đó. Và tối thiểu là 1 phút nha. Hết 1 phút bếp sẽ tự động tắt và tự động khóa ga. Ok chưa ạ? Đồng hồ hẹn giờ lò nướng này thì rất là tiện lợi khi chúng ta có thể chế biến hẹn giờ mà chúng ta không cần phải đứng để canh lật thức ăn nha các bác nha.
Đấy, chỉ cần là chúng ta ấn giờ cho em thôi, 5-10 phút, 15 phút thì đó tùy theo cái món nướng của mình nha. Rất là nhiều món nướng chúng ta có thể chế biến trên cái chiếc bếp này. Dòng bếp Zinai đời trung, full chức năng, đồng hồ hẹn giờ, hai tầng lửa nữa thì rất là đẹp rồi. Về chức năng cảm biến nhiệt thì nó hoạt động trên cơ chế cảm biến đấy, bởi hai tim cảm biến chạm đáy nồi này. Khi nhiệt độ lên cao đạt mốc 250 độ C trở lên thì bếp sẽ tự động tắt và tự động khóa ga nhá. Chính vì thế mà tất cả các bếp Nhật đều cảm biến nhiệt như thế. Và hôm nay thì trên video này thì em không cần phải test nữa, mà em chỉ nếu mà các bác cần thì em test luôn cho các bác này. Các bác thấy được cái độ nhạy của lửa nhá, cái độ nhạy của lửa này, test luôn cho mọi người xem. Đây em sẽ test luôn lửa cái con viên này, các bác thấy không ạ? Test luôn lửa zin này cho các bác này, lửa cực xanh cực đẹp luôn. Bên này thì em sẽ test chức năng cạn nước tắt bếp, còn bên này sẽ test chức năng khóa ga tự động nha. Chức năng khóa ga tức là sao ạ? Tức là khi mà mình ngọn lửa tắt đột ngột nha, ngọn lửa tắt đột ngột thì sau vài giây bếp sẽ khóa ga an toàn. Điều này tránh cái tình trạng rò rỉ ga ra ngoài, tránh tình trạng vì nó là bị gọi như là dò gỉ ga này, rồi là tránh tình trạng mà nó cháy nổ hỏa hoạn này. Đấy, rất là an toàn mọi người nha. Bếp bên tay trái đã cảm biến đã hoạt động rất là tốt. Đấy, khi mà nó đã tự động nhỏ đi, tín hiệu khóa ga âm 312 nha các bác nha. Âm 312 từ bên bếp bên tay phải. Ok chưa? Đấy. Tín hiệu khóa ga từ bên bếp bên tay phải, khóa ga an toàn. Rồi, cảm biến bên tay trái đã vang lên. Có thể nói là một cái chiếc bếp cảm biến rất là nhạy luôn. Lửa đẹp cảm biến nhạy nha cả nhà. Lửa đẹp cảm biến nhạy, rất an toàn, rất an toàn. Lửa đẹp cảm biến nhạy nha cả nhà. Full chức năng con này mà giá thành chỉ có 2.300.000 đồng. Các bác nào đăng ký cho em mẫu này, một mẫu có một chiếc duy nhất thôi, thì các bác nhanh tay còn hàng nhá. Đấy, em quay sang một cái mã số thứ hai cho mọi người ngày hôm nay nha. Em giới thiệu cho các bác một cái mẫu số thứ hai trong cái video ngày hôm nay nha. Giới thiệu cho các bác một cái chiếc bếp mang thương hiệu Osaka, một trong những cái dòng mắt ếch mà có màu sắc cực kỳ là đẹp luôn. Sự phối màu giữa cái màu trắng và cái màu xanh lá này trên một cái nền mà của cái chiếc bếp này nó thật sự là rất là nổi luôn mọi người nhá. Thương hiệu của nó là mang thương hiệu Osaka. Con này full chức năng với chế độ chín rán, chọn nhiệt độ 160 đến 200 độ C, chế độ hẹn giờ này, hẹn giờ nước sôi từ tắt, ủ ấm 3 phút, ủ ấm 10 phút, chế độ nấu cơm và nấu cháo. Và riêng con này thì có đồng hồ hẹn giờ, lò nướng và hai tầng lửa nha các bác nha. Một trong những cái dòng bếp nồi đồng cối đá với cái bộ họng của nó là họng đúc, dòng họng đúc cặp chia lửa là bằng nhôm nguyên khối ạ. Có khả năng bắt lửa và chia lửa rất là đều của chiếc bếp này. Phía trên của nó được bọc một cái lớp gọi như là lớp chống dầu, chống mỡ và chống nước chảy vào trong họng bếp nha. Với cái màu sắc phối như cái này, thực sự là con này rất là đẹp, rất là ấn tượng luôn đấy ạ. Sự nối màu giữa cái màu trắng và màu xanh, sự pha màu giữa hai cái màu này tạo nên một cái chiếc bếp Osaka mắt ếch rất là nổi. Và chúng ta có thể để trong không gian bếp nhà mình thì cực kỳ là đẹp cả nhà nhá. Số lượng có hạn một chiếc duy nhất của màu này thôi. Mắt ếch nhà em rất là nhiều, màu đen, màu xám, màu xanh lá, màu xanh dương, nhưng chiếc này là cái màu nó phối màu rất là đẹp luôn. Ở xung quanh thành vách tất cả là sơn trắng, còn ở phía trên của nó là cái màu xanh lá cây. Đấy, sự kết hợp màu này rất là đẹp nha các bác nha. Đấy, hai bên họng đúc ạ. Dòng này thì lửa đẹp tuyệt vời luôn rồi, các bác không cần phải phân vân về lửa và cái quá trình cảm biến nhiệt của chiếc này. Đây là tim cảm biến của con này nhá, con mắt ếch này. Tim cảm biến chạm đáy nồi và đo nhiệt độ đáy nồi khi nhiệt độ lên cao. Đấy, dòng mắt ếch hai tầng lửa như thế này. Đấy, khay nướng, vị nướng này. Dòng này model của nó giờ cao rồi, model của nó là ra đời lâu rồi, nhưng là thuộc trong những cái dòng bếp rất được sự tin dùng của nhiều người. Đấy, bởi vì sao nó được sự tin dùng? Bởi vì nó có một cái lửa rất là đẹp, sự chia lửa rất là đẹp, rất là đều và cực kỳ là to, nhiệt rất là lớn mà chúng ta nấu nó vô cùng là nhanh nha. Đấy, và quá trình cảm biến nhiệt cũng rất là nhạy nữa. Chính vì thế chiếc bếp này trở thành một trong những cái chiếc bếp mà được sự ưa chuộng của rất là nhiều người, được chưa ạ? Một dòng bếp Osaka với cái gam màu trắng pha sữa, một cái gam màu trắng pha xanh lá mọi người nhá, rất là nổi, cực kỳ là nổi luôn. Và chúng ta thử mang về đặt nó trong một không gian bếp nhà mình thì rõ ràng là một chiếc bếp gọi là siêu nổi thôi. Rất là nổi, rất là đẹp luôn. Đời sản xuất không cao nha cả nhà, nhưng mà nó là thuộc diện nồi đồng cối đá. Và nó bền ở chỗ nào? Với một cặp họng bếp họng đúc như thế và với một cái cấu hình như thế này thì rõ ràng chiếc bếp này, cái model này thì rõ ràng chiếc bếp này là một trong những chiếc bếp siêu bền rồi. Đây là cái mã số thứ hai mà em lên cho các bác nhé. Mã số thứ hai mà em giới thiệu đến cho mọi người, đến cho nhà mình ngày hôm nay. Và một cái mã số thứ ba nữa là giới thiệu đến cho các bác một dòng quốc dân, một cái dòng rất là dễ mua. Đây là chiếc bếp Paloma dòng phím nhấn. Dòng này thì nhà em mới về hàng tối qua và
có những cái chiếc bếp mà nó bình dân như thế này thôi, chị là 1.800.000 đồng thôi các bác nhá. 1.800.000 đồng cho chiếc bếp Paloma, xong mặt sơn tĩnh điện ở phía bên trên của nó là phủ một lớp sơn tĩnh điện có khả năng giữ bảo vệ cho cái lớp men nguyên bản, và cấu tạo là cái bộ kiềng in bộ kiềng thép mạ men mà bản to như thế này này. Bộ tét lửa là bằng đồng nguyên khối, và đồng nguyên khối thì đương nhiên độ bền là của nó là vĩnh cửu rồi, chúng ta có thể dùng trọn đời khi mà không có lo nó bị hỏng hóc nha. Chiếc bếp Paloma phím nhấn đơn giản rất phù hợp với những cái đối tượng như là lứa tuổi từ U260 trở lên, và những gia đình mà vợ chồng mà chúng ta thích cái sự đơn giản, không thích sự cầu kỳ, đó là cái sự lựa chọn cho chúng ta những cái dòng đơn giản như thế này. Một chiếc bếp mà có thể nói là độ bền của nó rất là cao và lửa cũng rất là đẹp, đánh lửa thì cực kỳ là bền, là đều. Đó, được chưa ạ? Chiếc bếp này thì 1.800.000 đồng các bác cũng sở hữu ngay, nhanh và ngay luôn cho em nha. Đấy, đây là những chiếc bếp vừa về hàng tối qua và em muốn lên video cho cả nhà mình. Đây là mã số B3 nha cả nhà nha. Dạ vâng, một chiếc B4 mà em muốn giới thiệu cho các bác trong buổi tối ngày hôm nay chính là cái chiếc bếp cũng mang thương hiệu Osaka, nhưng con này nó là thuộc dòng mặt men nha cả nhà. Thuộc dòng mặt men và phun chức năng đồng hồ hẹn giờ lò nướng 2 tầng lửa như thế này này. Đồng hồ hẹn giờ lò nướng 2 tầng lửa phun chức năng, chế độ chọn nhiệt độ nấu 160 đến 200 độ C, chế độ nước sôi tự tắt ấm 5 phút, chế độ ngắt cảm biến 3S và chế độ nấu cơm cháo ở bên bếp trái. Một dòng bếp cũng mới về tối hôm qua các bác nhá. Đây là những dòng bếp mới nhất mà nhà em vừa về tối qua và em lên sóng luôn cho các bác này. Với khay nướng, vị nướng là bằng gọi như là bằng inox, rất là sáng bóng cho em này. Dòng này là dòng mặt men nha các bác nhá, rất là bền và cực kỳ là láng mịn này, không có một chút chấm sơn nào. Con này em vừa bóc cho em xong và lên sóng luôn cho các bác. Bởi vì hàng về tối qua muộn cho nên là em mắc phát trực tiếp nên là không có lên sóng cho các bác được những cái mẫu bếp mà vừa về tối qua được, cho nên là trong buổi tối này thì em sẽ lên hai video luôn để cho các bác xem và bác chọn nha, chọn mẫu cho em nhá. Ở trong cái video vào lúc 20 giờ thì các bác đã được thấy một số mẫu rồi, và bây giờ thì tiếp tục các bác sẽ xem xét những cái mẫu này, và nếu chúng ta ưng rồi thì chúng ta liên hệ Zalo cho em. Em còn quay chi tiết bếp này, rồi là nội thất này, cũng như là quá trình cảm biến nhiệt cho các bác qua dép lào qua Zalo, cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Đấy, khay đựng pin này, chế độ để phun chức năng hết đồng hồ hiện giờ lò nướng 2 tầng lửa nha. Đó, con này là dòng mặt men với dáng đứng nha, dáng hình hộp dáng đứng ạ. Dáng đứng, đời sản xuất của chiếc này thì nó rơi vào đời chung thôi, đời 2019. Đó, còn con này thì model của nó thì cũng là ra đời cũng lâu rồi. Với cái mẫu này thì nó cũng khá là quen thuộc rồi, nhưng đời sản xuất, lô sản xuất của nó là rơi vào năm 2019 mọi người nhá. Lô sản xuất của nó là rơi năm 2019. Vâng, phun chức năng như thế này mà Osaka mặt men nhá, láng mịn và bền, độ bền của nó rất là cao. Chức năng thì cảm biến nhiệt thì siêu nhạy rồi. Những cái dòng này thì chúng ta muốn biết là lửa đẹp hay không và cảm biến nhạy như thế nào thì chúng ta chỉ cần kết bạn Zalo với em và em sẽ test trực tiếp bằng Zalo cho các bác nha. Các bác chỉ chọn hình, chọn mẫu qua cái video này. Với chiếc bếp Osaka gà mặt men mà nó phun chức năng như thế này thì em đang bán ra cho cả nhà với giá 2.600.000 đồng các bác nhá. Với 2.600.000 đồng thôi quá là rẻ luôn đúng không ạ? Một chiếc bếp mà giá thành của nó vô cùng tốt, không thể tốt hơn rồi. Đây là mã số B4 ngày hôm nay em lên nha các bác nhá. B4 ạ. Osaka gà mặt đứng. Giá thành 2.600.000 đồng, phun chức năng đồng hồ hẹn giờ lò nướng 2 tầng lửa. Vâng, một cái mã cuối cùng trong cái video ngày hôm nay đó là cái chiếc bếp mang thương hiệu Zinai nhưng mà thuộc dòng phím vặn nha. Thuộc dòng phím vặn với tét lửa là hoàn toàn là nhôm các bác ạ. Xung quanh của nó là hoàn toàn là nhôm, thì nhôm thì nó bắt lửa tốt rồi. Nhôm thì bắt lửa rất là tốt mọi người nhá. Và chia lửa đều nữa. Và dưới ở chân này là có là chân bao kiềng inox này. Nó sẽ rất là bền và nó ôm chặt lấy cái đế kiềng này này. Cái chân kiềng này này thì nó sẽ làm giúp cho cái chân kiềng nó vững chãi hơn. Đấy, có 3 mẫu như thế này, 2 mẫu như thế này các bác nhá. Nó sẽ ôm được cái đế kiềng. Đó. Đây là cái chiếc bếp Zinai mặt men của nó thì cũng rất là đẹp. Dòng bếp bãi nhưng cái mặt men của con này cũng khá là mịn màng các bác nha, khá mịn màng với chắn khói lò nướng là bằng inox luôn cho em ạ. Con này thuộc dòng phím vặn đơn giản nấu và nướng thôi nha, rất phù hợp cho những đối tượng mà các bác có tuổi này, ví dụ từ U60 trở lên, chúng ta đặc biệt thích dòng phím vặn như thế này. Rất đơn giản, dễ dùng và gần gũi quen thuộc với chúng ta rồi đúng không ạ? Hai bếp nấu và một lò nướng ở giữa nha các bác nha. Hai bếp nấu và một lò nướng với đời chung. Vâng, với đời chung thôi ạ, đời chung thôi nha, đời 2017. Một trong những chiếc bếp Zinai rất là đẹp với đời 2017 đây các bác nhá. Mã số B5 ngày hôm nay em lên. Vâng, B5 với chiếc bếp Zinai đời 2017, một cái đời rất là đẹp luôn cả nhà nhá. Mà giá thành ngày hôm nay em bán chỉ có 2.200.000 đồng chiếc bếp đời 2017 này. Đây là một trong những cái dòng đời cũng khá là đẹp đấy cả nhà nhá. Khá là đẹp và con này chắc chắn một điều rằng lửa đẹp, cảm biến nhạy cho các bác. Em bao lửa đẹp, bao cảm biến luôn. Các bác chỉ cần ưng mã này hay gọi liên hệ lại cho em theo số Zalo. Đó, các bác nhớ là Zinai mặt men nha, mặt men.
và đời 2017. Đó là những chi tiết mà nó sẽ đánh quyết định đến cái phần chất lượng của chiếc bếp này. Và hai bên bếp rõ ràng là lửa rất là đẹp và cảm biến rất là nhạy. Điều này thì em dám khẳng định với các bác, dám khẳng định với các bác và độ độ nhạy, độ lướt của chiếc bếp này thì dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, các bác vấn đề các bác chỉ thích mẫu này và các bác liên hệ ngay với em thôi ạ. Vâng, video hôm nay em đã lên 5 mẫu, giới thiệu cho các bác 5 mẫu. Các bác thích mẫu nào thì có thể chụp màn hình lại giúp em nhé. Chụp màn hình giúp em hoặc có thể nhớ mã số cho em B1 đến B5. Đấy, cảm ơn các bác dành thời gian quan tâm theo dõi cái video trong buổi tối ngày hôm nay của em ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video buổi tối ngày hôm sau.